king ạ, kè bông tin king ạ. À, chị king ạ. Tên là vậy là tôi tập cùng hòa hiểu đi ha, hai mẹ ơi, mẹ ơi nè, ba đừng nghe quá đừng nghe mà tập cùng nữa đó. Nó có giờ đi ha, phải nó còn buồn mà cả lớp hai hiểu nó hả? À hai có giờ da rồi đấy. Ừ, da mà da trắng, hiểu hai da mà anh phát này nọ. Có tầm lại còn mua thô tụi bị á nhằn bây giờ đi á mày làm cho hạt phát này. Con đi đâu mà về ngồi đây? Con đi tìm mẹ. Đi tìm mẹ á? Mẹ đi đâu mà đi tìm? Con không biết. Thế? Con có thấy mẹ con không? Cô chú vừa đi làm về không thấy đâu. Cô ở trong quán mấy cái liền cần cho lao người lo. Nó thì nó cũng quần đi làm. Nó thì kiếm lại mà cháu. Kiếm đào tiền mà ta. Kiếm lại chẳng. Khóc nữa nhá, có chú ở đây rồi. Đừng khóc nữa. Rồi có chú ở đây rồi, có đừng khóc nữa nhá. Xuống chân rồi. Con muốn đi tìm mẹ. Con biết mẹ ở đâu đâu mà đi tìm. Không ăn, không được khóc. Thế có đi theo cô chú không? Nè, như vậy. Thế con có đi theo cô chú đi về nhà không? Không, con chỉ đi tìm mẹ thôi. Đi tìm mẹ giờ. Giờ này con biết đi tìm ở đâu? Con có biết đường đi tìm mẹ đâu? Không. Giờ ở rừng thôi, theo cô chú về nhá. Mà cô chú tìm mẹ cho nhá. Chú đi về nhá. Giờ ở đây rừng nổ nguy hiểm lắm nhá. Giờ đi theo chú về nhá. Đây là cả con nhé, cả con nhé, nhé.
cứ giảm này ruộng đã na thì cần tụ tập cùng ăn này. Nó nhẹ ống anh hết xì rồi mà. Con chú nói gì đấy? Con chú con nói gì đấy? Con đói à. Chưa? Đói rồi. Đi đi về ạ. Cơm cho con nhé. Cứ cứ to ruộng nó ra hoi đào ra là lo gì hoi con cho con ăn nhá. Thank you.
qua. Đây đúng nhẹ rồi đó. Vào nhà đi. À, chạy đi đâu? Đi đâu rồi? Hả? Đây, đây. Nào con đi đâu? Vào đây. Ôi. Nào, đi đâu ấy? Đi vào đây. Đi vào đây, vào nhà con đi. Nhà xong là mai đi cô chú đưa con đi tìm mẹ nhé. Đấy, vào đây nhá. Rồi, rồi, giờ cô lấy khăn đi rửa mặt cho con nhá. Chú đi nấu cơm cho con nhá. Đi vào đây rửa mặt. Cô dùng cho tôi nhé. Đây, khi đó. Con đỏ đấy. Con đỏ đấy. Nhiều chân cho sạch này. Đấy, vừa sạch nào. Con đói chưa? Rồi. Rồi à. Mua cơm cho nhá. Đây đầu đầu tôi ăn được. Tôi nó phải á. Đây về rất mới nhá. Đi ghép vào đi. Rồi, đi vào nhà nhá. Đây con đâu đây á, xem nào, gà chọc ở đây rồi. Được rồi, nhé. Cô để đi sẽ cất đấy. Con rửa mặt sạch sẽ, nhìn đẹp trai thế nhỉ. Đi tìm mẹ cho con đi cô. Ừ, con ở đây tí nữa cô chú nấu cơm ăn xong, cô chú đưa con đi tìm mẹ tiếp nhé. Nhé, đi ngoan nhé. Thì con được có ăn dưa không? Ăn dưa ngồi đây cô đi lấy cho nhé. Cô đi lấy này. Quyền.
ghê kia. Cô mừng mày ghê mày bữa nay. Cái tàng mày tìm mày chăn mày tàu của em. Đi rửa đó. Tàng của ai đó. Thì con có ăn không? Ăn. Đấy, cầm đấy. Bẩn lắm đấy. Con cẩn thận nhé. Ôi, ở đây còn một quả nữa này. Con có cầm không? Cầm. Con có cầm. Con có thấy một quả đây. Thì con có lấy không? Lấy. Con lấy đi. Ôi, quả hơi có thăm nhưng mà tao tập cho bôi kẹ đến của mà qua nó lấy cỡ này à thì cô lấy cho nhé. Mình đi về thôi nhỉ. Dạ, con cầm hai quả đấy thôi. Có cầm con mình đi cẩn thận nhé. Con đứng ở đây nhé, đi cẩn thận nhé, để cô lấy cái này cho con. Đi cẩn thận nhá. Đi rửa nhé, con đã đi rửa bẩn quá. Ôi, mình đi về thôi nhỉ. Được. Bùi mà tao lại đang rổ tay kia lại qua không. Đi ra đây đi. Đói lắm rồi à? Mà tham nó mà lâu mà qua lâu quá hồi có của mà sai mà chẳng kể là của chị nó qua vừa à ta cứ kể nó quá sẵn tay ăn đi nhé. Con ăn dưa. Con ăn đâu? Cô chú đi tìm về cho cô chú đi tìm về cho con đi cô chú. Ăn dưa xong tí thôi chú đi tìm cho. Không. Thế con muốn đi tìm mẹ không? Có. Thế ăn dưa đi xong cô chú đi tìm mẹ nhé. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Cua bùa đó. Qua ăn đi nhá. Ăn đi, ăn đi. 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 Cô chỉ để cho con đi cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cháo nhá, cháo đây. Nó kêu kêu ủi nè à cả. Ủa ở nó xem mà nhá. Sao ngồi cẩn thận nhá. Ăn cháo nhá. Đi cô chú đi tìm mẹ cho con nhá. Ừ, ăn cháo đi xong nhà, cô chú đi tìm mẹ cho. Cháu ngồi ở đây con ăn cháo đi. Con chỉ muốn đi tìm mẹ thôi. Ăn cháo đi xong mai cô đưa con đi tìm mẹ nhé. Ăn miếng nè. Nói hả? Ăn miếng to bà hả? Ăn miếng to. Ăn miếng to. Ăn miếng to quá nè. Miếng là miếng. Con không ăn đâu, có chỉ đi tìm mẹ thôi. Anh đi mày có sức đi tìm mẹ được. Anh đi rồi cô chú đưa con đi. Anh ấy ăn. Một buổi á. Nó dụa à? Đó, ngã buồn. Đang phải tự tiêu. Mãi, mãi nha. Phải áo với xìa rồi đó. Con phải ý cho mình. Con đi xào lò nên mẹ má cũng bỏ pha nên mẹ nên nhà nó phá ơn rồi nè. Cứ buồn này làm ba rũ ấm của ta nhiều. À. Cứ xả hôi trộn này. Con cá sao chỉ lộn càng ngạt của cái pa phải lùi hậu táo nó đi hay phải lùi ba quán nữa. Ơ thế này cuối nát của anh đang ngủ càng càng chuẩn. Thank you.
Nào về chú làm tí việc xong rồi chú đưa đi tìm nhá. Nhá. Rồi nha. Để cô chú đi ra ngoài nhá. Để cô chú đi ra ngoài đi làm nhá. Để cô chú đưa đi mẹ nhá. Đi ra ngoài nhá nhá. Tí đi nè. Đi. Con khóc rồi, ra ngoài. Tí ơi đi nào. Nhá, ra ngoài chú làm tí việc xong chú đưa đi nhá. Ngồi đây nhá. Thì chú lắp tí đây xong chú đưa đi tìm mẹ nhá, cô chú đưa đi nhá. Chú làm tí đây xong rồi nhá. Con chơi, chú chơi chơi cái thế này nhá. Chơi cái này nhá, này. Chú chơi nhá. Này, nó chơi không này. Xem chú chơi này. Đây. Đấy. Nhá, chú chơi nhá này. Này, chơi với chú à. Đấy, chú chơi nhá. Này. Này, nó chơi không? Không à, đây là chú bảo này, chơi này. Đây, đây. Nhá. Đây. Đây. Nhá, con ngồi đây chơi. Chú làm tí cho chú đưa con đi tìm mẹ nhá. Đây. Nhá, ngoan nhá. Đây nhá, chú làm tí này. Chú làm tí này. Ngồi đấy chơi nhá, chú làm hết xong rồi. Đấy, chú chơi này. Đây. Được rồi, đi. Xong rồi.
con đi ghé vào đi. Giờ chú đưa con đi tìm, nhưng mà con tên gì? Con tên Hoàng. Tên Hoàng á? À, ừ, được rồi. À, bây giờ mình đi nhỉ? Đi, giờ đi. Đi tìm. Đi ra, chú đóng cửa. Đi tìm mẹ nhá. Đi cẩn thận nhé. Nhà đấy, nóng quá. Nóng quá. Ôi dồi ôi nè. Thấy lang thang ở trên đồi mà. Chị làm về thôi là gặp ở trên đấy. Trên kia và đưa đi tìm mẹ. Chắc ở làng khác với ở đây không thấy bao giờ. Ừ, thế cảm ơn nhé. Cảm ơn em nhé. Không có gì. Ở thế à, trong làng mình có đứa con nào đi lang thang này không? Không. Không. Con nọ đi làm về gặp ở trên đồi mà. Thế nó bảo đi tìm mẹ, không biết là ở trong làng này không có đứa nào đi lang thang đâu. Dạ, okay. Thế cảm ơn cô nhé, cô đang tìm cho nhé. Mày ở vòm mà tí toàn vòm mà hút tinh cho vòm rồi khốn hút tinh đảo. Quá nhà con ở trên này không? Thank you.
Làng mình có đứa con nào đi lang thang không? Không thấy không? Không biết được không? Không thấy không? Đấy, hôm nọ cháu đi lên trên này thì hai vợ chồng đi làm về thấy nó khóc đi tìm mẹ nằm ở trên đấy mà. Thế, ở đây là ông thấy. Nhìn chỗ khác nhá. Chú ơi, cho cháu hỏi ở khu mình này có nhà nào có con đi lạc không? Có được. Rồi, chờ đã. Có con nhà nào là rất lạc không? Lạc không? Ở đây không có đứa nào như này đâu. Khu này không có nhà nào có. Xem có ai con nhà nào thì bảo nhé, thì tìm nhé. Cháu hai vợ chồng đi làm thì thấy ở trên đồi đấy. Rất lạc trên đồi à? Vâng. Nói là bánh để tạm thôi. Không ngày mai gia đình tìm về đấy. Hay là như thế. Con ăn cơm nhé, con ăn đi. 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 Con
về nhà nó ai tìm cô nhá. Ăn đi. Ăn hết con kia lại có đây, ăn kia nhá. Ăn nữa không? Không ăn nữa. Mệt không? Nóng quá. Ngồi đây nha. Ngồi đây rồi. Em gọi ra đây. Ôi, ngồi quá. Ngồi quạt. Ngồi quạt. Uống nước không? Uống. Uống nước rồi. Cái bát rồi. Uống nước cho uống nhá. Nóng quá. ไปตะถามปุ่นมวยทาเหลียวนี่เพิ่นก็ตะถามหาล่ะนักกุมหวานะฮอยอยู่ตะกงปวดยะทาหลุมหลอนี่มาปวดปวดย่ำๆแท้ก็อยู่นี่ตายก็ตะลมบ่บ่กันบ่มาหยั่นเตี้ยดิอาหมายกระไดหยังนะบ่ฮอยงาปูนป่าแน่หมายหยุ่มทามาเอาหมายหยั่นนะตามปูนแท้แท้จุแอหมายก็หมายเหลียวเนี่ยบ่หมายกระไดหยังเด้อหมายผู้ชู ก็แต่หลายกำบัวมาหยั่นปูนได้อายยังมีหมายกระไรหยั่นคาราวมาหยั่นนะถ้าอยู่เจอเจ้าตะโกงนะเราไม่รู้ตัวอยู่ไอ้ตายอยู่ไอ้เอ็มรอตุ๊ตาตุ๊หาตายหลายตายเสียเนี่ยหมายตัวนั้นยั่วตะปูนนี่นะปูนน่ะยั่วตะปูนนี่นะเนี่ยหมายตัวนี่เฮียเสียหมายตัวนี่นะมึงก็ปูนน่ะหมายตาอุ้ยนี่นะน่ะให้หมายหยั่นปูนมั่วตัวหยั่นน่ะตะปูนใหม่อ่ะมึงก็แต่ยันนะ มาให้ได้ที่มาตะกุมมาให้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 ตะกุมมา
Mà giờ lại con chạy nữa, sao mà giờ mà cái hoa cũng chưa hao nhỉ? Chưa hài nhỉ? Thế là lỗ hả? Ba này cái gì anh?
Cháu ơi, cháu ở đâu đây? Đi đâu rồi? Cháu ơi. Này, bọn chan tao cùng hoa, của chuông cùng hoa, hiếu tôi mới hài, tao áo mới lóm quật phai. Cháu ơi, cháu ơi, cháu ở đâu? Cháu ơi, cháu ơi, cháu ở đâu? Cháu ơi, cháu ở đâu? Cháu pha hỏi những ai pha. Cháu ơi. Về nhà với cô đi. Trời ơi. Quần. Thắm quần sao đấy? Vô ngà xuân đó mà mình hỏi nó. Chú ở trong mình quần đó vô ra mình cần gì ra đây mình. Kéo chú hài ra. Chú hài mình ngàn đủ tàng cung à? Vô ngàn đủ tàng cung à? Vô ngàn đủ tàng cung à? Cháu ơi! Cháu ở đâu? Cháu ơi! Hello em một cái bỡ cơ liền đây nè. Cháu ơi. Cháu. Cháu ơi. Giờ nay xuân nào mà hả? Ô, đỏ quần hay ấy, giờ nào nay xuân lóm cơm cùng cả. Đủ tàng ăn mình nước xiết đấy. Em bắt sao pháo chỉ cua làm sao địa tàng cô ngay mình hái không
Vậy đủ tàu cô nghe tàu cô ăn cơ hải à. Cháu ơi. Cháu ơi. Ở đâu đây? Ô, ở nà. Ở nà. Kéo nà. Nên bà hả, chúng mình cứ ở nhìn ăn nó bấy mình nó đi ăn mà. Còn còn nay là chúng mình sẽ làm. Còn nay là chúng mình sẽ làm. Cháu ơi. Vợ đi tặng những đồng vua mà vỏ nan bắt đến cho mình vào. Bắt đến đến đâu là... Cháu Hoàng ơi! Cháu ơi! Cháu ơi! Cháu ơi! Cháu ơi! Pháo nai lại bắn vua lọ, pháo nai lên rồi, pháo nai sao? Nay em của vua ra vô bộ. Ừ, phá nát phá xa, cua lồn phá xa. À chú ý vẫn đến một chút. Cháu ơi. Mẹ ơi mẹ ở đâu, mẹ ơi mẹ ở đâu. Mẹ ơi mẹ ở đâu, mẹ ơi mẹ ở đâu. Mẹ ơi mẹ ở đâu. Mẹ ơi mẹ ở đâu. Cây này họ đang trồng 14, 15, 16. Cây bên này hết rồi. Hết rồi, ghi vào sổ đi. 16 cây bồ đề. Chào anh chị nhá. Chào anh nhá. Đi đâu em? Em đi tìm trẻ con mà. Anh chị đâu? Còn em về tìm đứa trẻ. Hôm nọ hai vợ chồng em đi làm trên đồi, nó bị lạc đấy. Em đưa về nhà hôm qua, mẹ về nhà em nói chuyện to quá, nó sợ. Nó lại chạy đi à? Vâng, nó lại chạy lên rừng, sáng em tìm đến giờ không thấy. Ý là anh đi rừng nhặt được một đứa bé. Vâng, vâng, nó bị lạc, nó khóc ở trên đường ấy. Xong bây giờ nó lại chạy vào trong rừng rồi. Vâng. Thế có biết là cái hướng nó đi hướng nào không? Hựa vào trên đồi trên này này. Đồi trên này á? Vâng. Thế bây giờ anh em đi hộ tìm cô này. Vâng. Giờ có anh chị ở đây, nhờ anh chị đi giúp em tìm một khu này. Thế đi, đi xem bé chạy đi đâu thì anh chị đi hướng này. Thế anh chị đi trước với chị đường nhá. Bé là rừng nào đấy? Rừng keo này. Keo đó. Thế hai vợ chồng tìm xung quanh đây chưa? Tìm hết rồi. Không thấy à? Đấy, khu đấy. Dưới này em tìm vào khu trên này em tìm chỗ này á. Thế đồng chí đi hướng này nhá. Vâng, đồng chí này đi hướng này. Tôi đi hướng này. Thế phân ra đi, phân người ra thì đưa mấy người đi hướng này. Không. Bé ơi. Bé ơi. Bé ơi. Cháu ơi. Nó vào khu dưới này này. Ở dưới này nó lên. Tìm xung quanh đây hết rồi. Đồng chí xem ở bên dưới kia xem thấy không nhá, ở dưới kia nhá. Bỏ ơi. Bỏ ơi. Bỏ ơi. Chỗ này rậm thế cơ. Bé ơi. Rậm lắm chỗ này này.
Khu này không thấy đâu anh ơi. Ở bên dưới thấy không? Kêu bên dưới kia đấy, chắc thấy rồi mà. Xem nào, có đâu kia đi xem nào. Đây 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 đây. Chân nó bị thế thôi, bẩn tí thôi. Sao không? Rồi, có sao không đây? Cháu bị kiến cắn này. Đấy. Đấy. Mệt rồi này. Đấy. 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 Mệt lắm rồi. Ôi, mệt rồi. Tay này. Đói. Nhiều kiến nữa. Ôi, cho nó ra kia đi anh ơi. Cho này, toàn kiến à. Cho đi về nhà luôn đi. Rồi, cho đi, bế đi, bế đi. Qua dưới này về đó. Nhà anh chị ở đâu? Bên nào? Ở dưới này. Nhà đây à? Nhà đây đấy. Ôi giời, nó thấy rừng nghe nó sợ rừng. Quá, nó sợ. Nó sợ, nó sợ rừng. Rừng. Cháu ở nhà đi. Chị vào nhà. Vâng vâng vâng. Chị lấy cái khăn ướt lau mặt cho bé. Đây, con ngồi đây. Nhà đây. Vâng, nhà đây. À, chị ngồi đây. Bây giờ đây. Ngồi đi. Ngồi đi. Nóng quá. Có sao không bé? Có bị đau ở đâu không? Đấy, chiến đốt hết này, nhà. Ngồi đây. Ngừng này. Lấy cái khăn mặt vừa. Sao ta lại chạy vào trong rừng á? Mở cái cửa này ra cái nó thoáng tí. Không lại chạy vào trong rừng. Có bị đau ở đâu? Bị đau à? Đau à? Rơi chỗ đấy cũng sâu phết đấy nhỉ? Rất sâu mà. Cảm ơn các anh quá, không có các anh gọi hai vợ chồng em chắc tìm đến bao giờ mới thấy được. Hôm nay bọn tôi cũng đi làm việc ở trên này thôi. Đấy, cũng tình cờ cũng gặp bọn anh ở đây. Cũng buồn mặt cho nó giá sạch rồi. Rồi, sáng dù đẹp trai thế này nhỉ. Anh chị thấy cháu bé này ở đâu? Ở trên đồi mà bọn hai vợ chồng đi làm về thấy nó không qua được cái phên ấy, họ rào cái cổng ấy. Họ hình như họ thả trâu ở trên ấy. Thế không ai đến tìm à? Không ai đến tìm. Em đi tìm hỏi hết làng rồi, không có con nhà nào đi lạc đâu. Mẹ đâu? Đi
lấy hỏi làm cháu ta lại đi làm trên đường đi với ai lên rừng mà làm ở đấy. Ừ, thế lấy quần áo tắm cho nó nhé. Không một ngày rồi. Bây giờ là gần tối rồi gì nhá. Thế thì đồng chí làm cái biên bản để cho cô chú này đứa cháu bây giờ xung quanh xã của mình cũng chưa ai báo đâu. Còn ở thôn dưới này hai vợ chồng em đi hỏi hết rồi, không có con nhà nào bị lạc. Cũng chưa ai báo lên xã đâu. Thế ai báo là con bị lạc vì mất. Sợ trẻ ở địa bàn khác thôi. Làm cái biên bản. Bây giờ chúng tôi cũng làm cái biên bản này trước nhé, để cho cô chú giữ cháu này. Vâng. Xong thì sau này nếu mà có gì thì gặp tôi. Giờ bảo tìm mẹ nó thì cũng không biết tìm ở đâu, mà em đi hỏi rồi không được. Rồi. Mệt lắm rồi. Giữ cháu nhé, từ tí tắm cho cháu luôn đi nhé. Vâng. Em cháu đi giờ này sợ người nhớ mấy cái chuyện chúng tôi cũng có khi tại đây mình tắm nhé. Lò văn sáu sáu lúc nhà được cháu bé này khoảng mấy giờ? 11:30 giờ trưa mà đi làm về. Biết không cho chú rồi ký. Anh ký rồi. Nhớ giữ cháu nhé, khi nào về thì gọi cho báo con chú nhá. Rồi. Bé ở đây nhá. Không được chạy vào rừng nữa nhé. Đây là cái chuồng gì này? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi ngồi đấy nhá, nấu ăn cơm cho nhá. Ăn cơm nhé. Cô chú ăn đi tìm cho con cô chú. Có chứ. Chú bảo công an đi tìm rồi. Ăn cơm đi. Mặc tạm quần áo của chú ấy nhá. Nào chú đi mua cho nhá. Mua áo mới cho nhá. Ăn nhiều vào mới khỏe. Đói lắm rồi nào. Ai bảo con chạy lên gì. Ăn đi nữa. Con ăn cho nó to rồi đâu đây này. Chân tay để ăn đi. Ăn xong rồi nhìn. Không ăn nữa. Nửa lắm à. Tắm xong rồi thế nó ăn nữa nhỉ. Cái chỗ ăn lấy gì nữa. Để đi cất đi. Cất nhé. Ăn thì chú lấy đi cất nhé. Cái chỗ con nhìn nữa. Đây, chú chỗ nào cho tôi gái cho. Đây là chỗ. Cô ăn thì ăn đi cất nhé. A vô tại tiền tài nhãn này cắt hồi có non tài trái là còn hơi lên đòn như hồi trái máu của ta